Nào, giới thiệu tiếp về chúng ta sẽ giới thiệu công cụ contour trước. Contour thì nó làm cái gì? Contour thì nhiệm vụ của nó là tạo ra những cái đối tượng đồng dạng, đồng tâm với lại cái đối tượng gốc. Bình thường ví dụ tôi muốn làm một cái đường viền cho một đối tượng nào đó, ví dụ một cái chữ. Các bạn nhìn ở trong thực tế, các bạn đi qua một số các cửa hàng cửa hiệu, các bạn hay gặp cái chữ mà nó viền đúng không? Ví dụ chữ đen viền đỏ chẳng hạn. Bình thường chúng ta làm thì chúng ta sẽ thao tác bằng cách là gõ chữ ra, sau đó thì chúng ta sẽ tăng cái độ dày đường viền lên. Ví dụ như thế này. Nếu như mà không muốn làm cho cái chữ nó bị cái mặt chữ nó bị thu lại đó, thì chúng ta sẽ phải xử lý thêm bằng cái thao tác là gì? Giấu cái đường viền ra đằng sau, behind fill. Đấy. Thế và sau nữa thì cái đường viền cần dày bao nhiêu thì chúng ta sẽ phải tăng gấp đôi, tại vì một nửa cái độ dày là chúng ta đã giấu nó xuống dưới đằng sau diện tích mặt chữ rồi. Cách này làm thì cũng có thể làm được, nhưng mà rõ ràng là nó đang bị phức tạp, nó đang bị phức tạp. Và có một cái vấn đề nữa rất là khó chịu là nó chỉ hiển thị được tốt ở trên mặt chương trình thôi, trên màn hình thôi. Còn kết nối nó mà làm thật, ví dụ in thì không sao nhé, nhưng mà chúng ta thi công thật thì rõ ràng là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải cắt chữ đó. Thay vì nối vào máy in, chúng ta phải nối vào máy cắt chữ. Mà máy cắt chữ thì sẽ cắt hai lượt, cắt cái chữ đen là một, và cắt cái hình đỏ này là hai. Sau đó thì lại phải dán hình đỏ trước, rồi sau đó thì dán chữ đen lên. Thao tác như thế thì chúng ta thiết kế thế này là không ổn. Tất nhiên chúng ta có thể làm theo cái cách như sau. Nếu ai vẫn muốn làm cái cách này, chúng ta có thể vào trong Object, chúng ta có thể Convert Outline to Object, có nghĩa là tách cái đối tượng bề mặt đằng sau này ra, đúng không? Sau đó thì chúng ta lại phải giải quyết thêm một cái thao tác nữa là Break Apart. Hoặc nếu không Break thì các bạn sẽ phải làm cái này cho tôi, đó là nhắc cái thằng này ra, copy hẳn vào thành một cái đối tượng để cắt riêng. Sau đó cả hai cái thằng này các bạn sẽ phải làm một cái thao tác là weld hàm lại để cho nó trở thành một cái gì đó lớn hơn, đó, liền mạch, rồi cắt cái thằng này xong rồi dán chữ đỏ trước, sau đó chúng ta mới lại tiếp tục cắt chữ đen và chúng ta dán vào, thì lúc này nó mới đảm bảo là đồng tâm đồng dạng như thế này. Thao tác này là thao tác có thể làm được, nhưng mà rõ ràng là tương đối phức tạp. Thế thì thay vì cái này thì chúng ta sẽ dùng cái cách là sử dụng contour. Contour thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta chọn đối tượng này, sau đó chúng ta sẽ sử dụng công cụ contour. Khi chọn công cụ rồi thì chúng ta sẽ chọn tiếp một trong ba cái giá trị: to center, inside contour và outside. Trong trường hợp mà chúng ta đang mô tả này là chúng ta làm cái viền nằm bên ngoài, cho nên nó sẽ là outside. Chọn outside thì nó sẽ tạo ra một cái hình đồng tâm đồng dạng mà ra phía ngoài. Ở đây chúng ta có mấy cái tham số cần điều chỉnh, ví dụ số lượng cái sự lặp lại này là bao nhiêu, thì đây đang là 1. Tôi cần cái viền này dày bao nhiêu, ví dụ tôi cho nó là 4 đi, đó thì nó sẽ là lên 4. Tôi muốn giảm xuống thành 3, tôi gõ 3 thì nó sẽ thành ra 3. Màu, muốn màu gì chọn màu đó. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ có được cái viền đồng tâm đồng dạng luôn. Cái này nó còn tiện hơn cái cách làm viền kia ở cái chỗ là chúng ta có thể tạo ra nhiều cái đồng tâm đồng dạng chứ không phải là chỉ một cái duy nhất. Số lượng step này sẽ quyết định là bao nhiêu cái đồng tâm đồng dạng sẽ được sinh ra. Mỗi một cái sinh ra thì nó sẽ lại
cái cũ ở cái công tố offset này chúng ta thiết lập bao nhiêu thì cái mới nó sẽ rộng hơn cái cũ bấy nhiêu, chia ra rất đều đó. Thế đấy là cái thao tác để mà chúng ta có thể tạo ra được những cái hình tâm đồng dạng và ứng dụng trong thực tế. Thì đấy, như tôi vừa nói, cái này là cái sẽ được sử dụng rất nhiều trong quá trình mà chúng ta làm biển bảng quảng cáo. Thông thường biển bảng thì nó chỉ là một thôi đấy, thế còn dày mỏng bao nhiêu chúng ta sẽ điền vào đây để chúng ta tạo ra cái biên cho cái chữ khi mà chúng ta cắt chữ để dán thành chữ có biên viền như thế này. Thế nhưng mà trong Corel thì không chỉ có cái trường hợp là outside ra phía ngoài mà chúng ta còn có hai biến thể khác là inside và to center. Inside thì nó lại lật vào bên trong đấy, và chúng ta sẽ có cái chữ hoặc là một cái hình gì đó đồng tâm đồng dạng lại được lật vào bên trong. Cũng có step là bao nhiêu bước, cũng có là một cái này sinh ra thì nó lại nhỏ hơn so với hình mẫu là bao nhiêu về phía trong. Ví dụ tôi tăng lên thành 2 này, 3, 4, 5 này. Về mặt nguyên tắc thì nó sẽ đổi màu như thế nào? Nó sẽ đổi màu theo cách là lấy cái màu của đối tượng gốc, lấy cái màu của fill color mà chúng ta chỉ định. Đấy, nếu mà chỉ một thôi thì đương nhiên là ở trong là màu đen, ở ngoài là màu đỏ, thế là ok rồi đó. Thế nhưng nếu mà bây giờ tôi tăng lên thành 2 thì sao? Tôi tăng lên thành 2 thì nó sẽ có cái công tua ngoại cùng là nó có màu giống như màu fill color. Chữ của chúng ta màu gì thì cái màu trung gian này nó sẽ nằm ở giữa cái màu gì đấy ạ, màu của đối tượng gốc và cái màu được chỉ định ở trong công tua. Thực ra nó không khác gì cái việc mà chúng ta tô chuyển cả đấy, tô bao nhiêu bước thì nó sẽ chuyển tức là tạo ra bao nhiêu công tua thì nó sẽ chuyển bấy nhiêu bước giữa cái đối tượng gốc và cái màu được chỉ định. Thế còn nếu như mà chúng ta chọn cái to center thì sao? To center thì nó sẽ khác cái gì với lại inside? Inside thì chắc chắn là nó sẽ lật vào bên trong đấy. Thế nhưng mà ở cái inside này thì các bạn sẽ thấy là có hai trường được thiết lập, một là số bước là lật vào trong bao nhiêu, và thứ hai là mỗi một cái bước này thì sẽ vênh nhau bao nhiêu mm độ rộng. Thế nhưng đối với cái tùy chọn to center thì cái bước công tua step này nó sẽ bị tự động hủy đi, nó sẽ tự động thu vào trong tâm cho tới khi nào mà nó không thể phát sinh ra thêm một đối tượng mới nữa, đúng không? Cứ mỗi một bước này thì giảm đi 1 mm. Vậy thì bây giờ tôi đang để là 2, đúng không? Bây giờ tôi để center này thì các bạn sẽ thấy nó mặc định, nó sẽ tính luôn là lui vào được trong đến 8 thì sẽ không thể phát sinh ra thêm hình mới nữa. Và mỗi một cái hình mới phát sinh này thì nó sẽ làm sao đấy, nó sẽ nhỏ hơn so với hình cũ mỗi chiều là 1 mm. Thế thì trong thực tế thì chúng ta dùng cái outside là để làm thiết kế những cái chữ, những cái hình mà có đường biên, đường viền đồng dạng, đồng tâm đồng dạng với lại cái hình mẫu để chúng ta cắt chữ, để chúng ta dán lên cái biển quảng cáo. Thế còn trong thiết kế thì chúng ta sẽ dùng một trong hai cái là inside hoặc là to center này để làm gì? Để chúng ta sẽ mô phỏng, chúng ta sẽ giả lập về một cái khối hình 3D ở trong Corel. Đấy, chúng ta sẽ xử lý nó như thế. Xin lỗi mọi người. Alo, anh nghe. Có nghe.
Hình như là bị short rồi, chắc là phải nói lại một tí, không thì các bạn sẽ mất mất cái video. À đây. Ok, đây, và theo bây giờ chúng ta sẽ phân tích hơn kỹ hơn một tí về cái ứng dụng của cái công tua này để giả lập một cái đối tượng nào đó mà có cái tính chất là bever lên, làm nổi lên theo cái kiểu ba chiều nhé. Khi mà chúng ta làm công tua ra phía ngoài thì chúng ta sẽ thấy là nó làm biên đơn giản thôi, nhưng nếu mà chúng ta làm theo kiểu center hoặc là inside thì nó sẽ có cái tính chất đánh lừa thị giác, và chúng ta sẽ thấy rằng là cái đối tượng của chúng ta có vẻ như là nó sẽ dày lên, nó sẽ nổi lên. Đây, ví dụ một cái chữ, bây giờ tôi chọn một cái màu này, sau đó thì tôi có thể là chọn theo cái kiểu là inside đó. Đây, inside màu tôi sẽ lấy một cái màu nào đó, ví dụ màu trắng, đơn giản như thế này, thì các bạn cũng bắt đầu thấy là cái đối tượng của chúng ta nó làm sao đấy, nó bắt đầu có cái xu hướng là dày lên, đúng không? Đấy, tăng lên nhé. Có đúng là nó bắt đầu gây ra cảm giác là nổi lên không ạ? Đấy. Thế các bạn có thể tùy chọn là inside hay là center. Nếu mà chúng ta chỉ muốn làm cho nó dày lên vừa phải thôi, nó không căng hết cả lên như thế này, thì chúng ta sẽ tăng số lượng step này lên, nhưng đồng thời chúng ta sẽ giảm cái công tua offset này xuống. Đó, thay vì là như thế này, tôi sẽ giảm bớt nó xuống. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái giả lập gây một cái ảo giác là cái đối tượng này nó được làm dày lên. Đây, ví dụ là một ngôi sao này. Đó. Công tua này. Màu các bạn có thể chọn lấy một cái màu nào đó. Đấy, nếu mà center thì đây, các bạn sẽ thấy là nó gây ra cái cảm giác là cái ngôi sao của chúng ta là nó đổ thẳng lên như thế này. Đây, một ví dụ khác các bạn có thể xem nhé. Tôi sẽ lấy một cái sản phẩm thực tế luôn. Đây, các bạn quan sát cái này. Đây là hình vẽ toàn bộ bằng Corel, không phải ảnh. Đó. Trông thì có vẻ phức tạp, nhưng mà thực ra thì nó chỉ là các cái kỹ thuật vẽ hình thôi, cộng thêm là tô chuyển, cộng thêm một số các cái cách gọi là sử dụng và công tua. Đây, ví dụ chúng ta xem thử một cái nút bấm. Đó. Trên thực tế thì nó rất là đơn giản cái này thôi. Chúng ta có một hình chữ nhật này, chúng ta tô cho nó một màu sẫm này, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng M10 shape tool này về tròn một chút vào góc, bấm tiếp một cái nữa, xô nghiêng nó đi này, sau đó thì chúng ta sẽ áp dụng công tua cho vào phía trong, chọn màu là màu trắng. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái inside đó, inside
vào trong bao nhiêu thì là do cái thao tác mà chúng ta chọn này. Đây, đây chính là cách mà chúng ta sẽ làm giả lập một cái nút bấm. Nhìn thoáng qua thì chúng ta sẽ thấy rằng là trông nó có vẻ phức tạp, có vẻ như là cái này chúng ta phải sử dụng những cái chương trình mà phức tạp hơn là chúng ta sử dụng 3D hoặc một cái chương trình kép nào đó để chúng ta dựng lại cái này. Nhưng mà trên thực tế thì cái mà các bạn đang nhìn thấy nó được làm hoàn toàn ở Corel. Nút bấm kể cả cái này đều làm bằng cái đấy. Rất nhiều thứ là được sử dụng bằng cái phương pháp là tô chuyển và phương pháp là sử dụng contour để mô phỏng. Thì cái này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là giải quyết được những cái vẽ hình như thế này, nhưng mà hoàn toàn là trong một môi trường rất là quen thuộc, rất là đơn giản. Đó, đây tôi tháo dỡ ra cho các bạn xem. Đó. Đều là Corel hết, không phải là ai. Thế như vậy là chúng ta thấy rằng là khả năng mà mô phỏng, cái khả năng mà xây dựng các đối tượng ở trong Corel cũng rất là mạnh. Tất nhiên là cũng cần phải tương đối là kiên nhẫn và phân tích đo màu tốt để chúng ta có thể giả lập được cái này. Thì đấy là cái thao tác chúng ta sử dụng contour đó. Ví dụ bây giờ một cái logo chẳng hạn, chúng ta làm lại thử xem nhé. Đây, một hình này, hai hình này, cái này chúng ta sẽ giảm xuống thành 3 này. Mercedes đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta chỉ chọn nó này, tô cho nó một cái màu hơi sẫm một tí này. Mặt trong thì chúng ta sẽ cho nó là sáng này, đúng không? Chúng ta cho nó là inside. Tăng lên cho tới khi nào mà các bạn tạo được đấy, hoặc nếu không thì các bạn làm một mạch cho tôi là cái hình này nó sẽ là vào center. Đấy. Nếu mà muốn cho nó sậm mà cho nó căng thì hãy tô cái màu gốc là cái màu nó sậm hơn một chút đi. Đấy thì nó sẽ tương phản mạnh hơn. Tương tự như thế thì các bạn làm tiếp cái vòng này cũng vậy. Combine, đúng không? Tô màu. Sau đó thì chúng ta cũng làm cho nó ăn vào phía trong. Thế là để cho nó lên được màu mè thì các bạn sẽ phải hủy cho tôi cái đường viền đi, nếu không nó lặp lại thì nó vẫn mang theo cái đường viền, thì nó sẽ đen hết cái màu đen của đường viền nó lấp vào và chúng ta sẽ không nhìn thấy được. Đấy, đại loại nó sẽ là như thế này. Các bạn có thể làm rơi hoặc các bạn có thể hàn cả hai các đối tượng vào, sau đó các bạn làm cho nó nổi lên, ví dụ như thế. Thế thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ vận dụng để chúng ta làm việc với lại cái công cụ contour, cái hiệu ứng contour, làm nổi lên theo kiểu ảo giác như thế đối với các cái tùy chọn là inside hoặc là center, và mặt khác
nếu mà chúng ta làm phẳng thì chúng ta sẽ áp dụng cái outside để chúng ta làm biên, làm viền cho các đối tượng. Và biên với viền đối tượng như thế này thì nó sẽ đảm bảo cái chuyện là gì nhỉ, nó sẽ rất là an toàn, đó, nó rất là an toàn. Đó, khi mà các bạn co kéo các đối tượng thì cái đường biên nó là đối tượng đấy, chứ nó không phải là đường viền giống như là chúng ta gán đường viền thông thường nữa. Thì các bạn có thể co duỗi một cách rất là thoải mái mà không sợ là cái tình trạng bề mặt nó bé lại nhưng đường viền nó vẫn dày cộp như là chúng ta sử dụng cái đường viền thông thường. Thì cách làm thì người ta hay dùng như thế này, nếu mà làm đúng quy chuẩn theo kiểu quốc tế, theo kiểu mà nôm na chúng ta vẫn bảo là bọn Tây làm ấy, là nó làm như thế này, chứ nó không làm theo cái kiểu đường viền chuột phải giống như chúng ta đâu. Đấy, thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, tức là người ta sử dụng công tua chứ người ta không sử dụng stroke, người ta không sử dụng cái đường viền mà chúng ta vẫn hay làm đâu. Thế và ở đây thì các bạn sẽ lưu ý là có mấy cái vấn đề như sau. Đối với cái đường viền này hay là đối với công tua này thì ngoài những cái thao tác cơ bản ra thì chúng ta còn có một vài cái tùy biến nữa như thế này. Thứ nhất là copy này, tất cả những cái này thì nó đều cực kỳ giống nhau trong các cái công cụ làm hiệu ứng. Ví dụ tôi có một hình đó, tôi muốn làm cái gì đó theo cái thằng này thì tôi sẽ chọn công cụ, chọn copy property, bấm vào cái đối tượng và lập tức nó sẽ tự động nó xử lý ra cho tôi theo đúng như cái kiểu mà đã được áp dụng cho cái hình mẫu. Các bạn có thể xóa bỏ clear thì nó sẽ gỡ ra đó. Nhưng đồng thời các bạn lại còn có thể là tách cái đối tượng gốc ra khỏi cái này. Ví dụ tôi chọn đối tượng và lệnh quen thuộc đây, Ctrl K. Khi mà tôi tách, tôi có thể nhắc cái khối mà tôi vừa mới làm ra khỏi vật chủ. Đấy, vật chủ lại trở về nguyên dạng, nguyên gốc ban đầu. Thế còn cái đối tượng mà mới phát sinh là cái contour này thì chúng ta có thể là tách nó ra. Ví dụ đường viền bên ngoài, thao tác để mà chúng ta cắt một cái hình gì đó, đúng không? Thì tôi làm này, chọn này, outside này, một này, màu gì đó này, đó, độ dày như này chẳng hạn. Thế sau khi mà chúng ta đưa ra máy cắt thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chọn đối tượng và chúng ta object, Ctrl K, tách nó ra. Đấy, cắt cái này là một lần, cái này lại được chỉ định lệnh cắt một lần thứ hai, thì lúc đó chúng ta mới có được hai cái đối tượng để chúng ta sẽ dán cái thằng đế này trước, sau đó thì chúng ta mới dán cái thằng này vào sau để nó đồng tâm đồng dạng. Đấy, thế đấy là cái cách thức mà chúng ta làm với lại cái contour. Và nếu mà để ý kỹ thì các bạn sẽ còn thấy một vài cái tùy chọn nữa như thế này. Khi mà tôi chọn một cái đối tượng và tôi làm contour thì các bạn còn thấy có mấy cái tùy chọn nữa như sau. Ví dụ như là contour cao nhè này, rồi contour color này, rồi object and color acceleration này, thì một vài cái này thì chúng ta cũng sẽ giải thích thêm như sau. Trước hết là tôi làm một cái contour lại nhá. Thì các bạn sẽ thấy rằng đây là tôi đang làm hai cái lần công tua với lại độ dày là 5mm này, cho người đi cho nó dày lên cho nó dễ nhìn đó. Thế thì chúng ta sẽ có thêm một số các cái tùy chọn như sau. Công tua có nhẹ, góc vuông hay góc tròn hay góc vát nha. Đây các bạn sẽ nhìn thấy là khi tôi đổi ở đây thì cái đối tượng công tua nó sẽ xử lý góc theo yêu cầu của tôi bằng cách là tùy chọn giữa ba cái này, vuông góc này, tròn góc này, vát góc này. Đấy, thao tác cực kỳ nhanh, bấm chọn một cái là chúng ta sẽ có thể là điều khiển cái góc đó. Vấn đề thứ hai là color thì nó cho chúng ta ba cái tùy chọn như thế này: linear, contour color, clockwise, counter color và counter clockwise. Đấy, màu trực tiếp thì nó sẽ chỉ định từ màu nào sang màu nào, vậy là nó thành luôn. Thế còn cái này là nó sẽ chạy theo bánh xe màu, một cái là xuôi chiều bánh xe màu,
một cái là ngược chiều bánh xe màu đấy, thì nó sẽ cho chúng ta các cái chuỗi màu khác nhau. Còn thông thường thì thường thường là người ta sẽ để ở cái chế độ này, mặc định là Linear, nó sẽ chuyển dần đúng từ màu này sang đến màu này đấy. Thế còn một phần nữa đó là Object and Color Acceleration thì là cái gì? Trong hai cái trường này thì chúng ta sẽ có một trường là Object và một trường là Color. Mặc định thì nó sẽ khóa hai trường này. Khi mà tôi chỉnh một trường thì trường còn lại nó sẽ thay đổi theo. Trường hợp này tôi sẽ tăng cái này lên thành nhiều nhé. Ví dụ 10 đi cho các bạn dễ nhìn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà tôi điều chỉnh cái này Object này, tôi di dịch này, thì nó sẽ làm cho những cái contour này nó không đều nhau nữa. Bình thường trước đây là gì đấy, mỗi một cái này là nó sẽ dày mỏng hơn nhau, là to nhỏ hơn nhau là 10 theo mỗi chiều cạnh. Thế nhưng mà khi tôi kéo cái Object Acceleration này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ dồn theo một cái tỷ lệ khác nhau, sẽ có những cái rất dày và có những cái rất mỏng đấy, tùy theo chiều tôi kéo. Bình thường mà để ở đúng tọa độ thì là nó sẽ chia rất là đều, đúng không? Mỗi thằng là cứ đúng bước 10 đấy mà chuyển đấy. Nhưng mà nếu mà tôi kéo sang trái hoặc sang phải thì sẽ có những cái thằng mà dày hơn và thằng mỏng hơn theo tay kéo. Tuy nhiên cái này là nó sẽ được mặc định nó gán đều luôn cả hai, tức là cả hình cũng to nhỏ và cả màu cũng chuyển đi giống nhau khi mà tôi kéo. Nhưng nếu mà tôi tháo cái khóa này ra thì có thể là tôi điều chỉnh về hình to nhỏ nhưng màu thì không thay đổi, hoặc ngược lại hình vẫn giữ nguyên các bước như thế nhưng mà tôi sẽ kéo thế này, thì lúc này cái bước chuyển màu giữa các cái giữa các công tua phát sinh này nó sẽ không chia đều nữa mà nó có thể ngả về một cái màu nào đó nhiều hơn, ngả về màu đối tượng chính hay là ngả về màu đối tượng chỉ định công tua đấy. Thế còn bình thường thì là nó sẽ khóa vào để cho chỉnh thì là nó sẽ đều nhau đấy, chỉnh về hình hay là chỉnh về độ màu là nó sẽ đều nhau. Tiếp nữa thì chúng ta còn có một cái tùy chọn như sau. Các bạn thấy là Fill Color thì các bạn nhìn thấy là đây có Fill Color rồi, nhưng mà Last Fill Color thì các bạn lại không thấy nó có tác dụng gì cả, chúng ta không kích được vào. Thì tại sao lại như thế? Tại vì cái đối tượng mà chúng ta đang làm việc là một đối tượng được tô màu theo một cách rất là bình thường. Nhưng mà nếu mà đối tượng này của tôi lại là một cái đối tượng tô màu chuyển thì sao? Đây, chúng ta cùng nhau xem Interactive Fill, đúng không? Bây giờ tôi chọn như thế này, màu chuyển nhá. Ví dụ tôi chọn đây là đỏ này, tôi chọn đây là vàng này chẳng hạn. Ok, vậy là tôi có một đối tượng là có hai màu chuyển là đỏ và vàng. Bây giờ tôi lại tạo contour cho nó. Thì lúc này các bạn thấy là đối với một cái đối tượng mà tô theo màu Uniform Fill hay là chúng ta gọi là Solid Fill thì nó sẽ chỉ cho chúng ta cái contour là một màu thôi. Nhưng nếu mà chúng ta sử dụng một cái đối tượng mà tô bằng hai hoặc nhiều màu thì cái đường viền nó cũng lại cho phép chúng ta tô theo kiểu tô chuyển như thế. Ví dụ bây giờ tôi làm cái đường viền bây giờ một này, đây các bạn nhìn thấy chúng ta sẽ có cái đường viền này cũng theo cái ngôn ngữ là tô chuyển. Tôi có thể thiết lập chuyển từ màu nào sang màu nào, tức là nó sẽ trở thành một cái đường contour mà phức hợp hơn. Thay vì một màu duy nhất thì tôi có thể tạo ra nhiều màu ở trên đó đấy, và như vậy là chúng ta sẽ có được một cái contour đa dạng hơn thay vì là chỉ có một màu duy nhất. Và tất nhiên nếu mà tôi Ctrl K ra thì các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ cái này nó sẽ được tô theo kiểu gì đấy ạ, màu chuyển đó đấy.
Như thế là chúng ta biết thêm được một cái công cụ rất là đặc biệt là công cụ thông tua, giúp chúng ta làm được khá khá việc mà trước đây nếu không có nó chúng ta làm rất rất vất. Như vậy là chúng ta biết thêm cái công cụ này rồi. Các bạn thử nghiệm một chút đi, sau đó thì tôi sẽ giới thiệu nốt đến cái công cụ cuối cùng là cái công cụ Blend.